Vâng, alo, xin chào toàn thể các bác. Để có một bộ dàn âm thanh hay và hoàn chỉnh thì Sub là một trong những cái thiết bị âm thanh không thể nào thiếu được, đúng không ạ? Và làm sao để chọn được một cái mẫu Sub, một cái model Sub hay chất lượng mà giá thành lại hợp lý ở trên thị trường thì khá là khó. Để tạo nên được một cục Sub hay, một phiên bản Sub hay thì quan trọng nhất là linh kiện của nó. Linh kiện để tạo nên những cái sản phẩm này phải được sử dụng bằng những cái linh kiện tốt, linh kiện chất lượng, và nguồn của nó đều phải được sử dụng bằng nguồn xuyến đồng. Linh kiện tốt thì chất âm của nó cho ra mới hay được, và giá thành hợp lý, đúng không? Giá thành phải hợp lý, làm sao cho phù hợp với những cái mức chi tiêu kinh phí mà các bác và anh em muốn bỏ ra. Những cái dòng Sub hay và chất lượng trên thị trường thì giá của nó sẽ dao động khoảng từ 3 triệu đến 5-6, hoặc những cái dòng Sub cao cấp hơn khoảng trên chục triệu cũng có, một vài chục triệu cũng có. Rất là nhiều những mẫu sản phẩm, rất là nhiều model để các bác lựa chọn. Và hiện tại thì Hoàng Hào Đô đang đưa ra khá là nhiều mẫu Sub, đặc biệt là những cái phiên bản Sub điện lai hơi. Đây là một trong những cái dòng Sub điện lai hơi mà khá là tiện lợi, các bác có thể sử dụng được cả đường điện lẫn đường hơi, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình và mỗi bác. Rất là tiện lợi, đều có cả đường điện đường hơi, đúng không ạ? Thường thường thì Sub ở trên thị trường thì nó chỉ có riêng đường điện hoặc riêng đường hơi. Các bác muốn chơi khá là khó để tìm được những cái phiên bản Sub điện lai hơi cả đường điện lẫn đường hơi các bác đều chơi được. Khi nhu cầu của gia đình nhà mình, khi các bác muốn chơi điện thì có điện, và các bác muốn chơi hơi thì cũng đều có hơi, rất là tiện. Nội thất ruột gan của phiên bản Sub điện lai hơi BAT 40 B3 2020 thì bên em cũng vừa mới tháo ra rồi. Đây là một trong những cái dòng Sub điện được sự quan tâm, được sự đón nhận của các bác khá là nhiều, mà giá thành của phiên bản này lại rất là hợp lý. Cái phiên bản này hiện tại bên em đang đưa ra mức giá là 3.350.000 nhá. Và công suất của phiên bản này cũng khá là lớn. Nội thất ruột gan đây, nói sơ qua một chút về nội thất ruột gan của cái phiên bản này. Thứ nhất là bộ mạch của nó, toàn bộ thì đều được sử dụng bằng linh kiện chân đồng và nguồn xuyến đồng 100%. Con này thì được chơi 4 sò nhá, 4 sò và 2 tụ lớn này, 2 tụ mạch của nó này, linh kiện khá là dày đặc, toàn bộ đều được sử dụng bằng linh kiện chân đồng nhá, và nguồn xuyến đồng đây, nguồn xuyến đồng này, nguồn xuyến đồng 100%, nguồn xuyến rất là to, đúng không ạ? Rất là nặng, bộ mạch của nó khá là nặng, nguyên cái bộ mạch cũng nặng đến khoảng 5 kg rồi. Và cái thứ hai là như em đã nói, những cái phiên bản Sub điện lai hơi đang được các bác quan tâm và tìm hiểu rất là nhiều. Các bác có thể chơi được đường điện, đường hơi, rất là tiện lợi, đúng không ạ? Mình thích chơi đường nào, thích chơi theo cái hình thức, theo cái cách nào thì mình đều có thể lựa chọn được trên cái phiên bản này Sub điện lai hơi nhá. Volume thì nó sẽ có hai volume tổng và volume cắt tần số đảo pha. Những đường tín hiệu vào, công suất của bản B3 2020 này là 950W, và đối với những công suất này thì các bác và anh em có thể chơi trong khoảng từ 4 đến 5 hoặc 60 m2, 4-5 hoặc 60 m2, Sub điện lai hơi BAT 40 nhá. Thì model này thì được thiết kế khá là đẹp, B3 này, logo B3 có thể xoay 360 độ. BAT 40 hai lỗ thông hơi của nó thì sẽ được đặt ở phần sau mặt đuôi e căng thì được thiết kế tràn viền để bảo vệ mặt Sub và bảo vệ mặt BAT. Toàn bộ thì được phủ lớp sơn sần đen và hai bên là hai tay sách, cọc cắm la phun. Giá của mỗi sản phẩm Sub điện lai hơi B3 BAT 40 này là 3.350.000 nhá. Và đối với mức giá này thì bên em đã bao toàn bộ chi phí vận chuyển cho tất cả các bác. Nhận hàng thì các bác được kiểm tra và test hàng, đúng hàng đúng chất lượng thì các bác thanh toán. Và bên cạnh đó thì bên em sẽ tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối. Khi nhận hàng thì các bác chỉ việc kiểm tra thôi. Đây, nội thất ruột gan đây, hàng rất là đẹp, đúng không ạ? Hiện tại thì trên thị trường đang có rất là nhiều những cái mẫu, rất là nhiều model Sub. Có những cái model Sub BAT 40 giá của nó chỉ dao động khoảng từ 1 đến 2 triệu thôi. Bởi vì sao giá lại rẻ vậy mà nó còn là Sub 40 nữa? Chắc chắn là những cái sản phẩm đấy thì chất lượng âm thanh của nó cho ra sẽ không được hay rồi. Và linh kiện của nó khá là rời rạc, linh kiện đều là linh kiện kém chất lượng thứ nhất. Và nguồn của nó chắc chắn là nguồn vuông hoặc nguồn kém chất lượng, nguồn pha 4 xoa tỏa nhiệt rất là lớn, đúng không ạ? Bác nào quan tâm muốn tìm hiểu sâu hơn về phiên bản B3 BAT 40 2020 này thì có thể liên hệ trực tiếp qua hàng Hà, qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155, hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ Trung tâm Thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để trải nghiệm, để tham khảo về cái mẫu Sub Sub điện lai hơi BAT 40 B3 2020 này nhá. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em cùng đi thưởng thức chất âm, tiếng đánh uy lực cực kỳ là hay của cái dòng Sub BAT 40 này. Hiện tại Hoàng Hà đang phân phối và bán ra thị trường cho tất cả các bác và anh em.